Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ mua bán, vận chuyển vũ khí quân dụng lớn nhất ở miền Tây từ trước đến nay. Trước đó, khám kho hàng của dịp tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công an thu 229 khẩu súng các loại, 6 viên đạn, 455 bình khí nén, 6 ký đạn bi sắt, nhiều linh kiện của súng và các đồ vật tài liệu liên quan. Theo điều tra, từ đầu năm 2022 đến ngày bị bắt, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các nhà xe, Vũ Thị Diệp đã chuyển cho Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trâm khoảng 400 khẩu súng các loại, khoảng 1.300 viên đạn cao su, đạn thể thao, khoảng 1.300 bình khí CO2. Sau đó, Hoài Trâm đã trực tiếp bán khoảng 40 khẩu súng, bán theo đơn hàng của Diệp khoảng 190 khẩu súng. Riêng đối với đạn cao su, đạn thể thao, bình khí CO2, Hoài không xác định rõ số lượng bán. Ngoài ra, Hoài Trâm có bán cho Dương Minh Tuấn khoảng 200 viên đạn cao su.